Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 594 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau về việc chủ động phương án ứng phó với bão có khả năng đi vào Biển Đông. Hiện nay, trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới cách bờ biển phía Nam Philippines khoảng 2.000 km về phía Đông. Dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh thành phố trung trung bộ và nam trung bộ. Để chủ động ứng phó với bão, văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.